change our music mix. Và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Kubi Nguyễn Gamer. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp nhau trong một cái clip đó là chơi với tướng Eric này. Và ngày hôm nay thì đã lỡ bật cái tên lên, và nói chung là cũng chơi lỗ nick, cho nên là nên giấu cái tên luôn để mấy thanh niên gọi là tôi chơi ba nick lận, nên hai cái nick kia thì tôi giấu. À, để nguy hiểm lắm, dạo này những streamer bị ghét khá là nhiều, và có thể nói là tôi còn bị kích ra khỏi group In Glory Việt Nam nữa, thì tôi quá là nguy hiểm rồi, tôi không hiểu lý do gì. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được gặp nhau trong một cái clip cái gì vậy mà ông thì cay không xuống luôn ta, tôi thua rồi. Thì cái gì vâng, và mình xin thông báo là bắt đầu từ ngày mai cho tới ngày mùng 3 là mình không bán ai, nhưng mà những cái hoạt động kề ranh thì của anh Bảo Bình thì anh cũng không, anh hình như là anh cũng không bán, và chắc có lẽ là qua Tết thì bọn mình sẽ làm lại, và có lẽ là video này là video cuối cùng mình đăng lên để dịp vào Tết. Vâng, và xin chúc mừng các bạn là một năm mới hoặc là vui vẻ, an khang, thịnh vượng, và nói chung là có tiền lì xì thì nhớ nhớ liên hệ tôi, mua ai ủng hộ tôi nha. Vâng, quá là tuyệt vời hôm nay, và thì nói chung là có rất nhiều thanh niên lừa đảo, cảnh báo cho những thanh niên rằng có rất nhiều thanh niên lừa đảo, ngay cả chính tôi mà cũng bị mấy thanh niên nó dụ dỗ lừa đảo thì tôi thua rồi. Nói chung là những thanh niên mua nick, mua ai thì hãy cẩn thận nha, tại vì dạo này lừa đảo nhiều lắm. Vâng, quá là tuyệt vời ở đây, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt Eric. Đây là trận đánh của tôi, chơi thôi. Video clip này chủ yếu là nhấn mạnh tới cho những thanh niên, là chúc những thanh niên có một năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng, làm ăn phát tài phát đạt. Vâng, quá tuyệt vời ở đây rồi, làm ăn phát tài phát đạt thì ai là không muốn, tôi cũng rất là muốn. Trời ơi, mày hả bưởi lũ đạn mà chơi tao không. Và ngày hôm nay thì chúng ta ngồi đi đến thường, cho nên chúng ta hơi bị trôi trôi một tí, và hai anh đi rừng. Vâng, quá tuyệt vời. Thì cái cách mà để bạn đi rừng cho những đồng đội nó không có trôi hay là không binh các kiểu, thì nếu mà có đồng đội đó thì hãy nhường cho đồng đội một con quái, một ít con gì đó ăn luôn nè. Những thanh niên không có chơi game. Và chúng ta đây là một clip đang stream trên Twitch, và nói chung là cái Twitch đó thì chỉ stream cho vui chơi giải trí thôi. Chắc có lẽ là qua Tết thì tôi sẽ đầu tư thêm và sẽ stream chính luôn trên kênh YouTube của mình. Quá tuyệt vời rồi. Và chúng ta đang làm gì đây? Thì nói chung năm mới thì mấy ông thì còn thích Tết, chứ tôi hết thích rồi. Nói chung là cũng 22-23 tuổi đầu rồi, thì Tết nhất cùng mẹ gì nữa ấy lộ. Ủa? Nó có bom à? Sai, nó có bom đâu rồi? Bom đâu? Ủa? Không có bom mà sao nó bắt được tôi nhỉ? Tôi thua rồi. Hát nào, mày tui nè. À, đi ông à, không ăn không hả à, trời quá đã luôn, có đồng đội dương cho farm luôn cái team này, kè này tôi gánh hết cho mấy ông, tôi gánh nguyên bản đồ luôn, căng to bản đồ nhiều như lắm á, người ta ca rồi không có đồ sao đánh được. Thì con Eric này thì nó giống con Master G trong liên minh huyền thoại đó, con này cũng biết là đi cắt máng thôi,
solo solo 1-1 thì cũng được, nhưng mà chủ yếu là tôi đánh theo theo phong cách là vét máng và quá là tuyệt vời ở đây rồi. Đây mèo mèo con kêu con biết đi đóng cửa rồi, mèo con là gì ta, con này mẹ đâu ơi. Mày đủ đạn sao mày sao. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được đánh một tướng Rivik này, quá tuyệt vời rồi. Cái gì sao chú, sao chú dẫn mặt Rivik hả? Vì tướng Rivik mà đi lên là nó tỏ ra nó là vô cùng khó chịu đó. Mày hả bởi trời ơi, trời trời dẫn 2 đam mà không thua rồi, đánh giải thì thắng sao. Cái gì trời ơi, Rivik là con thua thiệt rồi. Ơi chưa hết thích tôi mà. Cái gì chạy đâu bấm lại tao thôi, tôi hiện đúng tôi bét đi biết rồi, tôi bét thiệt rồi vậy chứ tôi không nói gì nữa. Like cái gì mà like, tôi bét rồi cái like cái mình like cái thua bét đi bét đi biết. Ồ có vẻ là bạn ta trai có vẻ là tranh thủ fan ghê nha, còn trong đó đúng là mình vẫn nhà một cái hả, chết mẹ lên là không chịu một rồi tôi thua rồi. Phạm kinh này chứ, đúng là không có mình cái nó phạm cháy máy luôn. À chuối nè, cái gì tao hình hết chơi luôn. À trời ơi cái hình mẹ ơi, chạy đâu có chết mẹ bị lỏ đó là hũ đà cũng chết. Cái lũ đã đùa bố à, không ngờ bét Eric mà có đi cái pha xử lý thật là quá cháy. À gì trời không, sao nó không trói lại ta, chờ đó lui được có đại ca đứng đó mà không dám hổ báo rồi thua rồi đó. Chen thua rồi, thế thua thì. Và chúng ta đang tới với những cái màn chà dẫn mặt với Eric phiên bản 2017 dẫn nhộn thì năm mới chúc chữ thanh niên vui vẻ hạnh phúc và có tiền rồi điều nhé. Lì xì thì làm ăn tấn tới phát đạt phát tài, lì xì nhiều hồ bao cũng nhiều, đi bao gái thì mình đi chụp đi nhận gái thì nhớ mang theo ok ốp là ok sao rồi chú rồi. Ăn nhanh đi ông, a ha hay nhát nha. Lên trời ông vẫn tham gì thì buồn ngủ luôn rồi chứ. Đừng lên cái gì cũng nói chung sao chung sao rồi chung sao chú cha không thua thì gì rồi trời ơi gông tay ca thua rồi. Bạn nó hay quá không? Trời ơi sao tôi dính? Thua rồi, hết map rồi. Đủ đã mà chạy không, đưa nó đây. Mày hả mày? Sao rồi sao? Ngon là ngon thì lên đây phám. Ngon thì lên đây phám. Hay quá không? Và ngày hôm nay thì tôi quay clip này vào ngày 28 âm lịch. Cái lũ đấy chạy nhanh. Sao mình không bay vô người nữa nè, nó có dài, nó sẽ nó có skill một bay vô người nó chạy. Nếu mà bay vô người lúc đó ulti á thì nó nhanh quá xử lý không nổi. Đúng đời chó đẻ. Và
tên và hiện tại là tôi đang rất là đói. Và những thanh niên nào, nói chung là tôi nghĩ tới cái chuyện hồi nãy tôi bất cười. Có một thanh niên nào trên group của Gallery Việt Nam do anh Clu tạo, thì anh ấy là những cài từ lên 1 cho tới lên 5. À ha, đủ đã, mày sao đứng hình lực đủ đã chơi đúng không ạ? Thì anh ta cài từ lên 1 cho tới lên 5 đủ đã. Xạo lột xạo bắn nó hay quá ông, hai thằng luôn rồi, hay quá trời ơi. Chúng chạy đâu thì nói chung là anh ta có nhận cài từ lên 5, từ lên 1 cho tới lên 5. Cái tôi với anh Bảo Bình mới coi anh ta là tôi là mới chơi ở lên 1, Alin bóc giá cho em đi cài. Thì anh đó ảnh mới inbox là ảnh cài từ lên 1 cho tới lên 5, mỗi lên là 10k. Thì tôi mới hỏi là giá cả là kia là 50k. Và tôi muốn kiểm tra cái độ uy tín của ảnh nên là tôi hỏi là thế anh có biết những streamer ở trên Việt Nam không, ví dụ như là Trung Ki, Trung Kinh và Cà Lua, Bảo Bình là bắn là thầy thê và của Biên Nguyễn. Thì anh kêu là anh có biết Trung Ki, Trung Kinh, của Biên Nguyễn và anh Bảo Bình. Trong khi đó tôi là Biên Nguyễn, với tôi cái tôi kêu là tôi là cái gì, tôi là Biên Nguyễn nè, tôi dân Bảo Bình coi ông nãy đó. Thì anh mới kêu cơ, thì tôi mới kêu là tôi nói giỡn đó, tôi để tôi hỏi thử anh của Biên Nguyễn xem có biết anh là ai không. Thì anh mới kêu là tôi thì xem khá là ủ đạt á, lúc nào tôi từng coi ông của Biên Nguyễn đánh mà ông của Biên Nguyễn thì không biết tôi đâu. Tôi mới kêu tôi mới hỏi là tên channel của tôi lũ đảng cái gì mà quýnh bạn tao mày lũ đó quốc coi ba thằng mà thua rồi. Cái gì chạy băm chạy mất tiêu luôn. Cái gì ngu, mình chơi ngu rồi thiệt chứ, mấy con mình chơi ngu thiệt chứ, hay quá tất cả, hay quá tất cả, lấy mình ulti chứ. Mày ulti vô đó để mình né skill xuống cái vàng gọi người lại kia bỏ mình chạy. Thêm cái kim mực nữa mà mình bỏ mình chạy, tự nhiên cái vàng chạy ra. Mình xử lý cái pha thì chứ như lên ba. Thú nhục thiệt chứ. Mà trở lại cái vấn đề hồi nãy thì anh ta kêu là anh kêu là kêu anh biết. Thế tôi mới hỏi tên channel của tôi là như thế nào. Anh kêu là Valin Glory của Biên Nguyễn. Bùm chạy đâu, chạy cục súc luôn, không có chơi đi bộ tới kém rồi chứ không tay tiếc gì chơi. Thì anh nói vậy đó. Tôi mới kêu thôi thì cứ Biên Nguyễn nè, ông chuẩn bị lên đi bước nhé. Anh tá quả, anh bỏ nghỉ anh chạy luôn. Thì khuyến cáo là những các bạn là có những thanh niên lừa đảo rất là nhiều gần mùa Tết rồi, thì những thanh niên nào mua A hay là cài răng hay là mua nick thì có chừng cái độ uy tín của người ta nhé. Mày sao mày lũ đảng, mày chơi không, mày chơi không đã sợ hả? Sao nó ra đây lũ đảng chứ. Trời có cách treo nữa kìa, đặt con bơm coi an toàn trên hết là súng rồi, xong cái con người cũng chém banh xác rồi. Nói chung nhấn mạnh là video này chỉ chúc các bạn là những thanh niên mới vui vẻ ăn khá thịnh vượng thôi. Còn cái clip này thì tôi cảm thấy nó khá là sạch sạch, mình có những pha xử lý thật là nhảy rất là nhảnh nhảm và quá tuyệt vời. Ăn đi âm ơi. Sai rồi, sao tôi ăn với ông kết tôi là sao tôi ăn được nè, giúp ông đó tao đi. Tôi đánh đồng đội cái cỡ đó đó mà mấy ông kêu tôi đánh dở, mấy ông chửi tôi lúng tà la mệt thiệt chứ. Cỡ đó cũng hợp đồng đội rồi các kiểu, cũng là điểu bảy nhai cái gì thắng vét bán tới đây cái gì. Tôi ở đây hay quá không, 1-2 mà với đường thẳng cái gì trời ơi. Ulti tôi thì ulti cục đá chứ luôn đủ đại. Sao
một ông ơi, mình bỏ xuống đây á, tao ngã xuống đây nè. Chạy xuống đây đâu, trời, ba ông đẩy được rồi, thua rồi. Đại ca đi đâu mà giác luôn, giác luôn rồi ta. Solo, solo, tôi sợ mình hạ lũ đã chết luôn. A à, bồn, chết con ngành chém mà nghĩ chi ta luôn. Rồi qua được bước đường dài quá, qua được chém tại đây là đi làm đi tham thôi. Vâng, mà chúng ta sau một thời gian tham thì những thanh niên nữ mất sức có bắn đồ quá tuyệt vời. Sau thời gian thấy khách thật đấy. Sao mà chú sao, mình tôi đây, một mình tôi tính mafia đây. Ai bắt chùa đi. Quá trời nó, nó kìa chú kìa, chú kìa. Ôi trời ơi, chưa. Hay với ta, trong này hay với ta. Cái gì? Chú thấy tôi cái kích dày bỏ chạy rồi nè. Ăn không đi cho sáng này nữa. Cái gì? Thu sao? Á, lũ đã mình sai rồi. Chạy đâu? Cái gì? Trời, thấy tôi bao dí hả? Lóc nè. Lũ mày hả bưởi? Slow chứ. Sao cũng chưa giết tôi được. Cờ rương tuổi tôm à. Chém ông chém hay quá trời, chém nó chém như thứ gì. Cướp đầu nha mày. Chạy đâu thánh vét tới đây, thánh vét nắng tới đây, chạy ơi mình chạy. Chủ sao chạy đâu, chết mẹ. Sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Trời ơi, bật sàn lâu rồi, nó thua rồi. Tôi biết tôi sai rồi, cái gì đây? Phải xử lý, nhìn biết sai rồi. Một lần nữa thôi là chiến thắng thôi. Chúng ta sẽ đi ăn cơm và chúng ta sẽ chơi Tết. Vâng, Tết thì tôi không biết chơi gì cả, chả biết tôi nên chơi cầu gì luôn thiệt cả. Mấy em cùng mình giúp tôi coi thử Tết là nên chơi cầu gì. Nó bi gì hả? Hay là bấm gì thun bùm bấm ai trời bấm được cả. Mang tới đây thằng bé đây, tôi tới đây em cùng mình tết chuối đợi đấy tôi ăn rồi đó. Rồi nha, mà chú chạy đâu mà hay quá tất cả. Rồi ra ta rùa hay quá. Thánh nhất mạng tới đây dạ. Mày sao chạy đâu đục kêu cháu để đục kêu đục kêu luôn đi. Thua đồng đội, thua đánh mày.
gì hết, chứ buồn thiệt là buồn. Kỹ quá thiệt. Giờ là cái nhà lại xử sao đây? Từ từ, đừng đánh nó. Đừng, ta ca, no. Cái nữa coi, cái bát coi. Trời ơi, thua rồi. Ơi, vâng, mà cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Và chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.